Xin chào mọi người, mình là Trí, mình là nhân viên văn phòng, đang sống và làm việc Nam Định. Hiện tại thì mình cũng đang theo học khóa học ở trung tâm Mỹ Thuật đang giao tiếp. Chào mọi người, mình tên là Linh, mình là sinh viên Y vừa ra trường. Xin chào mọi người, mình tên là Tùng, hiện tại thì mình đang đi làm, mình làm trong lĩnh vực kỹ thuật. Mình đầu tiên mình thấy có phương pháp dạy đặc biệt như vậy, vì là mình cũng thử qua cái việc học đọc, khả năng đọc của mình rất tốt. Nhưng mà khi mà mình nghe băng mình không nghe được, và mình có nghe băng nghe đi nghe lại rất nhiều lần không nhớ được. Đến khi mà ra trung tâm thì mình thấy cô bảo là cứ phải speak out ra thì bắt đầu là nó mới nghe được người nước ngoài người ta nói. Nhưng mà speak out nhiều thì các bạn cứ tưởng tượng là nghe rất là nhiều rồi cuối cùng cũng sẽ quên, khi mà khối lượng từ nó càng ngày càng nhiều lên. Nên là mình thấy cô dạy cho mình là cái cách dùng ngôn ngữ cơ thể để nhớ. À, đúng là mình cũng chỉ đi học 2 tiếng ở trên lớp, nhưng buổi sau mình vẫn nhớ được từ và không cần phải mất thêm thời gian học tập nữa. Trước đây thì mình đã thử tự học về nhà rất nhiều bằng cách viết tiếng Anh ra, nhưng mà mình không nhớ được. Đến với trung tâm thì mình được học bằng cái phương pháp dùng ngôn ngữ cơ thể thì rất là dễ nhớ, và sau đấy về nhà mình cũng nhớ được rất là lâu. Mình thấy học từ vựng bằng phương pháp này rất là dễ nhớ và giúp mình thực hành và tiếp thu được từ mới nó một cách dễ dàng hơn và nhanh chóng nhớ trong đầu. Và khi về nhà thì mình cũng có thể thực hành được.